Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Johnny Thông đây, là admin của Kèo Thơm Asio.com và là admin của Tiên Phong Team. Ngày hôm nay, khác với tất cả những buổi review khác là tôi không có nói chuyện về một cái ICO hoặc là kèo landing nào, cũng không như kêu gọi các anh chị hay là đầu tư cái gì. Mà ngày hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng, và cái thông báo này giúp cho các anh chị kiếm 200 triệu trở lên mỗi một tháng trong 2018. Nào, are you ready? Bắt đầu để vào câu chuyện được chưa nào? Đó là trong rất rất nhiều người đầu tư hiện nay nhưng mà không có kiến thức và lao vào như một con thiêu thân. Và tôi đã nói rồi, trong lĩnh vực này rất rất nhiều tiền, nhưng mà nếu không biết kiến thức thì anh chị bỏ rất là nhiều tiền, bỏ mạng rất là nhiều. Và nếu đầu tư mà không có kiến thức thì như đánh bạc, mà đánh bạc có kiến thức thì như đầu tư vậy đó. Thì ngày hôm nay tôi muốn khi mà các anh chị vào kiều thơm ico.com, anh chị vào blog, thì tôi có một cập nhật một cái thông tin rất là quan trọng. Đó là trong tháng 1 này có một cái thông tin giúp các anh chị kiếm được tiền. Đó là tôi sẽ giúp cho 100 người làm được những điều mà tôi đang làm trong thời gian vừa rồi. Đó là 100 người, và cái tên có tên là CC Influencer, hay có một cái tên khác đó là Cryptocurrency Influencer, tức là cái người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền số, viết tắt là CCI. Và đây là cái khóa 1 đầu tiên trong 2018. Và cái chương trình này giúp cho chúng ta kiếm được 200 triệu một tháng trở lên. Đó. Và tôi rất là may mắn khi mà tham gia cái thị trường này lúc mà nó 25 tỷ đô, và bây giờ nó là 713 tỷ đô trên Coin Market Cap, và có thể trong thời gian rất ngắn nữa nó lên tới 1.000 tỷ đô la rất là nhanh. Anh chị có thể truy cập Coin Market Cap để cập nhật thông tin. Và trong 2017 vừa qua thì một chút thành quả mà tôi đã cố gắng xây dựng cho cộng đồng, đó là tôi đã xây dựng được một kênh review về đầu tư trong lĩnh vực về cryptocurrency. Có lượng view phải nói là số 1 Việt Nam, bởi gần tới là 4,5 triệu view, một con số rất là lớn trong lĩnh vực tiền số. Và tôi review rất là nhiều video và lên tới con số là 11.260 người subscriber đăng ký cái kênh này để theo dõi kênh này hàng ngày. Thì anh chị có thể đăng ký kênh này để cập nhật thông tin mới nhất và xây dựng được cái cộng đồng nhà đầu tư khá là lớn các anh chị nhé. Và hiện nay thì cái blog của tôi, đó là blog có tên là kèo thơm ico.com, thì có một cái lượng truy cập khá là đông đảo khắp mọi nơi, và tôi cập nhật thông tin lên trên đây mỗi ngày và mỗi giờ khi mà có thông tin mới. Thì anh chị có thể lên kèo thơm ico.com để coi, và anh chị có thể coi cái lượng traffic của tôi trong 3 tháng vừa qua. Anh chị em sẽ thấy cái lượng traffic trong 3 tháng vừa qua của kèo thơm ico.com rất là tốt. Đó là 74.373 lượt xem ở trên, tôi đo lường bằng công cụ Google Analytics ha. Và anh chị em thấy là số lượng quốc gia là Việt Nam là số 1, sau đó đến Mỹ, Japan, South Korea, Germany, Australia, Taiwan, Peru và Russia. Đây chỉ là 10 quốc gia top thôi. Và khi tôi kiểm tra cái báo cáo đầy đủ thì số lượng quốc gia lên tới là bao nhiêu nào? Là con số lượng quốc gia lên tới là bao nhiêu ạ? Đây. Ở đây là 10 500 52. Đây tôi sẽ hiển thị cho các anh chị thấy là nó lên tới là bao nhiêu ạ? Là 52 quốc gia. 52 quốc gia ha các anh chị nha, vào cái thông tin của tôi. Đó, để các anh chị thấy một cái số lượng vào rất là khủng khiếp. Và ở cái thành phố thì bao nhiêu thành phố? Hiện nay thì nó có khoảng, để tôi xem được bao nhiêu thành phố nào. Hồ Chí Minh với là chiếm lượng nhiều, đến Hà Nội, đến Đà Nẵng và Biên Hòa, Vũng Tàu, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nha Trang. Đó. Và cái số lượng thành phố mà hiện nay tôi có lượng độc giả khắp mọi nơi là lên tới con số bao nhiêu thành phố ạ? 309 thành phố các anh chị. Đó là con số mà cái lượng blog của tôi đã tiếp cận tới trong 2017 vừa qua. Và anh chị em thấy đây là cái blog kèo thơm ICO để cập nhật thông tin nhé. Và tôi có một cái số lượng Telegram, đó là 1.800, gần 2.000 member đầu tư năng động trong lĩnh vực tiền số này. Đây là thành quả rất lớn trong thời gian vừa qua.
mà tôi đã xây dựng cái cộng đồng Tiên Phong Team, có cái chút đỉnh cái tiếng vang ở trên cộng đồng, thắng một số rất kèo lớn trong thời gian 2017 vừa qua. Và hiện nay có một cái group thông tin ở trên Facebook để anh chị có thể cập nhật vào, đó là Liên Minh Tiên Phong Team, với số lượng với số lượng người ở trong này hiện nay là lên tới con số là hơn 17.000 người các anh chị nhé. À, hơn 17.000 người. Hơn 17.000 người là con số đã được cộng đồng này ở trong thời gian vừa qua. Đây là con số rất là tốt các anh chị. 17.000 member. 17.093 member. Trên Facebook group. Và tôi đã thực hiện rất nhiều cái chiến dịch email. Tôi đã thực hiện rất nhiều cái chiến dịch email và marketing ở trên nền tảng Facebook, Google và YouTube. Và đặc biệt tôi sử dụng email hàng ngày, hầu như là hàng ngày các anh chị. Và GetResponse là cái công cụ yêu thích của tôi để gửi email thông tin về tất cả những chương trình. Và tôi thực hiện trong năm vừa qua hàng ngàn chiến dịch ở trên email và SMS. Đó là những cái gì mà tôi thực hiện trong năm vừa qua. Và trong năm vừa qua Tiên Phong Team đã thắng tổng cộng là về ICO công nghệ là Comsa này, Electronium này, Uquiz, Severmind, Cyber Network, ICO Landing chúng tôi thắng là Hectra, HBC là Homelock Coin, Unicoin, Markcoin, Arescoin, Ucoin Cash, Regalcoin và Esacoin. Đây là những coin về landing trong 2017 và đã lên sàn. Dự báo trong 2018 tiếp theo đó là cái làn sóng về spinning là quay số trúng thưởng, cái làn sóng về profit sharing và làn sóng về là landing một số coin trên sàn Coin Market Cap. Và trong thời gian vừa rồi chúng tôi đã review cái con XLM á, XLM là Stella đó các anh chị. Nhiều người trong số chúng ta làm việc 10 đến 12 giờ mỗi ngày liên tục trong 3 40 năm để kiếm sống mà thôi. À, liên tục để kiếm sống, và đến khi nghỉ hưu thì chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta còn quá nhiều vấn đề lo lắng về tiền bạc. Và câu hỏi tại sao là trong cuộc đời chúng ta lại phải liên tục lo lắng về tiền bạc như vậy, và làm thế nào để chúng ta không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Bạn thân mến, không có phép màu nào trong cuộc sống có thể mang tới sự giàu có và nhanh chóng cả. Bạn cần có một chiến lược đúng, thông minh để chiến thắng trong cuộc chơi tiền bạc trong thời gian ít nhất là 3-5 năm. Sau đó bạn có thể dành thời gian cho những việc khác quan trọng và ý nghĩa hơn trong cuộc đời của bạn. Và nếu là bạn công chức nhiều năm cần một hướng đi đột phá, những người khởi nghiệp thất bại, những người muốn làm lại từ đầu, bạn đang kinh doanh nhỏ hoặc là chủ doanh nghiệp nhỏ và chưa hiệu quả, bạn đang tìm một kế hoạch tài chính an toàn cho gia đình của mình. Vậy thì những gì bạn phải có mặt đó là hãy đọc tiếp theo, thông tin tiếp theo là chúng tôi đang có thông tin cho bạn đây. Là chúng tôi sẽ tổ chức một cái chương trình CCI01 Cryptocurrency Influencer, tức là người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng về tiền số Cryptocurrency. Thời gian tổ chức dự kiến là 8 giờ đến khoảng 21 giờ thứ bảy nhật ngày 13-14. Đây là thời gian dự kiến, có thể thay đổi tùy vào cái lịch chương trình của chúng tôi, và có thể kết thúc và tổ chức khi nó đạt đến 100 người đăng ký. Và thời gian, địa điểm tôi sẽ cập nhật thông tin qua email và SMS. Đây là những gì bạn sẽ đạt được khi mà tham gia chương trình này. Một là xây dựng được thương hiệu riêng giống như Johnny Thông tôi đang xây dựng để phát triển và chia sẻ trong lĩnh vực về cryptocurrency. Và chúng ta sẽ học cách để làm video và ở trên YouTube để trở nên bất bại ở trên bất kỳ một kèo ICO nào và tạo ra 10.000 sub trong vòng 3 tháng. Và làm thế nào để xây dựng một cái blog, website mang thương hiệu riêng để thu hút nhà đầu tư về phía mình. Làm thế nào để chủ coin offer là leader và mua với số lượng giá rẻ. Làm thế nào để dùng email và SMS để tạo lợi thế thông tin nhanh nhất trên thị trường. Và cách xây dựng nhóm nhà đầu tư năng động lên tới 2.000 member trong 3 tháng. Và xây dựng được cộng đồng lớn ở trên Facebook lên tới 17.000 người. Và cái chính đó là anh chị có thu nhập trên 200 triệu một tháng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi tôi có thể giúp được anh chị làm điều này, bởi tôi đã từng làm và kiếm được 200 triệu một tháng hơn trong những thời kỳ đầu làm việc. Và sự thật là chúng ta sẽ được tiết lộ lý do tại sao 80% con người ta không kiếm được tiền trong lĩnh vực đầu tư coin. Đó là những cái gì mà ít nhất mà anh chị sẽ nhận được. Ngoài ra thì còn nhận được nhiều việc khác, giao lưu mối quan hệ, phát triển bản thân, tham gia cộng đồng Tiên Phong Team. Và những gì anh chị phải làm bây giờ là đặt ngay
bởi số lượng bây giờ là có 30 người đã đăng ký chương trình này rồi. Tổng đài đặt đặt cái chương trình này là 0937 787 236. À, và đây là hai những cái áo tôi sẽ tặng cho các anh chị vào chương trình học. Trong chương trình học rất là tuyệt vời để mở ra một trang mới trong 2018, một cái nghề nghiệp mới. À, thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu thế đúng thế nào gọi là cryptocurrency influencer. Thì chúng ta phải hiểu influencer là cá nhân có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Tức là nói gì, có một lượng fan người ta theo, đó là influencer. Ví dụ ở trong lĩnh vực coin, bạn có sức ảnh hưởng lớn, bạn có lượng khán giả riêng, bạn review tốt, có nhiều người tin tưởng bạn, thì khán giả sẽ muốn đầu tư cùng với bạn và chủ coin muốn offer cho bạn. Ví dụ đây là những cái gì mà tôi đạt được. Tôi khi tôi xây dựng cái kênh YouTube lên 10,000 người lượt subscriber thì rất nhiều chủ coin offer cho tôi, như là Indahash này, Markcoin này, Ecomcast này, Ebitcoin này, Ucoincast này. Đó, rất là nhiều và hàng chục công ty khác tôi không kể ra hết. Và anh chị em thấy đó là lợi ích khi chúng ta làm một CC influencer, đó là tiền thì khỏi bàn cãi rồi, chúng ta có thể mua số lượng lớn, chúng ta có chính sách vào tốt hơn. À, chúng ta tạo được uy tín thương hiệu để nhiều nhà đầu tư kính nể và đi theo. Chúng ta khẳng định được cái cá tính riêng, cái tôi riêng. Và chúng ta đi du lịch năm châu mà vẫn làm việc và vừa có phong cách sống. Và quan trọng là chúng ta cập nhật được kiến thức mới mỗi ngày, do chúng ta phải liên tục làm việc. Và chúng ta sống hạnh phúc, tự do, làm điều mình muốn, ăn mình muốn và đi đâu bất kỳ nào mình muốn. Giúp đỡ người khác và kiếm tiền và sống hạnh phúc giống như mình. Và giống như cái cuộc sống mà tôi có ghi lại trong cái bài viết này, anh chị click vào đây để coi. Đó là tôi sa thải chính tôi ở tuổi 33 để làm công việc mình muốn. Bài viết này rất là tuyệt vời, là tôi đã ghi lại lịch sử, cái quá trình mà tôi dám làm những điều điên rồ để cuối cùng tôi nhận được kết quả rất là tuyệt vời đó các anh chị. Ok. Đó. Và tiếp theo cụ thể là một cái người CC influencer mỗi ngày sẽ phải làm gì. Thứ nhất, cập nhật tin tức về ICO landing cho thị trường. Cái hai là quay video và viết bài chia sẻ. Thứ ba là gửi mail thông báo SMS đến các nhà đầu tư. Thứ tư là làm webinar live stream để chia sẻ cộng đồng. Và chúng ta tổ chức đi du lịch offline gắn kết cộng đồng. Đó là công việc mà một CC influencer sẽ làm. Về phương diện cộng đồng, chủ coin họ sẽ được gì? Cộng đồng thì họ sẽ được cái gì ạ? Là họ nhận được thông tin đầy đủ. Họ được phân tích đánh giá. Họ được dẫn dắt bởi người có kinh nghiệm. Chủ coin thì độ phủ thương hiệu lớn, nhà đầu tư có uy tín hơn, nhiều người review hơn thì tạo ra sức bật cho đồng coin đó. Và hiện nay ai là người sẽ dẫn dắt các anh chị trong cái chương trình này thì chính là tôi, là một người là Johnny Thơm, admin của kèo thơm ICO.com cũng như là admin của Tin Phong Team, là một người Việt Nam rất yêu mến quê hương. Tu nghiệp học chuyên sâu về marketing nhưng mà lại hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực về cryptocurrency. Và anh chị có thể cập nhật thông tin của tôi trên LinkedIn. LinkedIn ở trên này. 10 năm kinh nghiệm làm kinh doanh và đầu tư, 2 năm tham gia trong lĩnh vực tiền số này, đã trải qua rất nhiều thất bại cũng như thành công, đã cho tôi những bài học quý giá. Và hiện nay tôi xây dựng được tiếng vang trên cộng đồng với 12,000 người yêu mến trên kênh YouTube Review Cryptocurrency và 2,000 nhà đầu tư năng động. Và chúng ta có thể kết nối với Johnny Thông qua facebook.com. Xét về khía cạnh pháp luật thì chúng ta không có không vi phạm gì vào điều 67, điều 4 nghị định 101/2012 về phương tiện thanh toán, không quy định gì phạm. Chúng ta không có bị vấn đề gì cả. Chúng tôi không lôi kéo bạn đầu tư hay cung ứng phát hành hay thanh toán đồng coin, mà chúng tôi chỉ cung cấp về kiến thức cho các anh chị. Đó, cung cấp về kiến thức và những cái thông tin mà thôi, và nó nằm vào ngoài cái sự quy phạm pháp luật. Và vì sao cryptocurrency influencer sẽ là ngành thời thượng trong tương lai? Bởi thứ nhất là vốn hóa thị trường lên tới 1.000 tỷ đô rồi. Thị trường đang bắt nháo và cần những chuyên gia giống như bạn và người có tiếng nói cộng đồng giống như bạn. Chúng ta làm online ở bất kỳ nơi đâu cũng làm được, tạo ra cái phong cách sống thượng đỉnh. Chúng ta rút nạp tiền vô biên giới. Nghề này kiếm rất nhiều tiền và là được cộng đồng đầu tư kính nể. Và nghề này tự do nhất quả đất các anh chị. Nghề này không phải bán hàng cho ai cả là thất rồi. Và tỷ phú trên thế giới như Mark Zuckerberg thì bây giờ cũng đang gì ạ? Mang tìm hiểu nghiêm túc vào blockchain và coin. Và cái thông tin thứ chính là vì sao tôi lại tổ chức chương trình đặc biệt cuối năm này mà không phải khi nào khác. Thì thứ nhất là tôi muốn tạo ra 100 người có sức ảnh hưởng cộng đồng giống như tôi đang làm. Có thể tôi sẽ đi Mỹ định cư hoặc một quốc gia đó sớm hơn, nên tôi muốn truyền nhân lại bí kíp này để xây dựng hệ thống của nhà đầu tư lớn và nhanh nhất.
và chúng tôi muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn, đặc biệt là thu nhập phải cao, phải lớn trên 200 triệu một tháng, và muốn giải phóng và trả lại tự do cho bạn để thoát khỏi cái sự xiềng xích hàng ngày mà các anh chị phải làm một công việc không yêu thích và bị phụ thuộc vào không gian và thời gian, tạo ra phong cách sống thượng đỉnh du lịch khắp nơi, và cùng tôi xây dựng cộng đồng nhà đầu tư văn minh và thành công, giúp đỡ người khác kiếm được tiền, và chúng ta nâng cái tầm Việt Nam trên trường quốc tế để người nước ngoài nhìn vào Việt Nam phải tự hào. Đó là cái nguyện vọng tâm sức của chúng tôi. Bạn là người Việt Nam, hãy cùng tôi xây dựng cái ước nguyện này, là người Việt Nam sẽ nâng trên trường quốc tế, là Việt Nam thông minh, giỏi giang và có thể kiếm được tiền từ quốc tế. Và cuối cùng là kết luận. Đây là những thông tin mà tôi muốn cung cấp cho 100 nhà đầu tư có ước mơ tự do và tự do tài chính giống như tôi. Hãy tưởng tượng là bạn ở bên bờ biển đẹp như Phú Quốc, Phuket hoặc Bali và làm công việc yêu thích trong khi vẫn đi du lịch và tiền vẫn về tài khoản bất chấp khủng hoảng. Thì bạn có dám đánh đổi 2 ngày để có cuộc sống thay đổi mãi mãi như vậy không? Cuối cùng hãy cảm nhận và lắng nghe con tim mình thực sự muốn 2018 bứt phá, tự do quyết định mình điều muốn không? Quả thực câu trả lời là yes. Thì chúc mừng bạn, hãy lên thuyền cùng tôi nhé. Chúng tôi chào đón bạn. Và nếu say no thì tôi cá là bạn không muốn bỏ lỡ làn sóng này đâu, cũng như chấp nhận cuộc sống tù đầy thiếu tự do mà bạn không tự do mà bạn gì ạ? Không chấp nhận bất kỳ thêm giây phút nào nữa. Mọi thay đổi đến từ quyết định ngày hôm nay của bạn nhé. Tôi nhắc lại, có thể đây là lần cuối cùng tôi tổ chức tại Việt Nam. Mỗi lần sau thì chúng ta có thể tổ chức tại Singapore và Dubai. Thì cơ hội như vậy bạn sẽ khó khăn hơn để tham gia. Và hãy quyết định sớm. Đằng nào cũng đầu tư thì hãy làm sớm hơn. Bạn bè tôi nói rằng thì lấy bao nhiêu tiền để đào tạo một chương trình tuyệt vời như vậy? Tôi nghĩ ít nhất cũng phải 5.000 đô, bởi tôi giúp được họ kiếm được 200 triệu trở lên thì cái chuyện 5.000 đô là bình thường. Nhưng mà tôi quyết định nó sẽ làm nó miễn phí lần cuối cùng này tại Việt Nam, bởi vì chỉ cần chia sẻ, bạn chỉ cần chia sẻ cho tôi phí sau, phụ phí sau, khách sạn, trái cây, wifi, nước, giấy viết, bảng kỹ thuật, MC, người điều phối chương trình 2 ngày. Còn tôi là miễn phí nhé. Lý do bạn biết ở đấy, tôi giúp bởi vì tôi có lời hứa với sư phụ của tôi là sau khi làm việc này tôi sẽ chia sẻ miễn phí cộng đồng những cái bí kíp mà tôi đang giữ. Và phụ phí 2 ngày như sau: 100 đô, Ray là 2.3, vị chi tổng thiệt hại sẽ là bao nhiêu ạ? 2.3 triệu Việt Nam đồng cho 2 ngày điên cuồng, sau đó bạn kiếm thu nhập được mãi mãi. Lưu ý, phí này phụ thu tượng trưng thôi và mang tính hỗ trợ cho người làm tổ chức, không phải bỏ túi riêng của tôi các anh chị nhé. Và thông tin chuyển khoản các anh chị thấy ở đây. Và thời gian tôi nhắc lại là dự kiến là 13-14 2 ngày. Và tổ chức sẽ là trung tâm sẽ báo qua điện thoại và SMS. Và những ai đăng ký sớm thì hiện nay có 30 người đặt chỗ rồi, thì anh chị sẽ được tặng cái áo thun bên trên cao cấp. Và sau khi các chị học xong thì cơ hội kiếm 200 triệu một tháng mãi mãi cho đến về sau trong 2018. Tôi chúc các anh chị có quyết định đúng và thành công. Hãy nhớ, đằng nào cũng đầu tư, đằng nào cũng cần kiến thức thì học trước sớm hơn và tốt hơn. Và cơ hội để các anh chị có 100 suất để học đợt này, và có thể chương trình này không tổ chức thêm lần nào nữa. Hãy tận dụng cơ hội khi còn có thể. Và một lần nữa, các anh chị hãy vui lòng đăng ký, sau đó chuyển khoản vào tài khoản này. Chuyển khoản vào đây. Các anh chị chuyển khoản vào đây nhé. Khi mà các anh chị chuyển khoản vào đây, anh chị hãy nhớ ghi rõ nội dung, tên gì, chuyển khoa học nào. Và tôi sẽ đóng cái chương trình này khi đủ 100 người. Hãy nhớ chỉ có 100 người và bây giờ là 30 người đặt chỗ trước rồi. Hãy đăng ký ngay. Chúng ta click vào đây. Chúng ta click vào đăng ký ngay ở đây để chúng ta đăng ký. Khi mà click vào đây rồi, chúng ta điền email, name, tên và số điện thoại. Sau đó nhận vé tham gia chương trình. Và chúng ta sẽ hoàn thành xong cái chương trình này rồi. Hiện nay có 30 người đăng ký. Hãy nhớ đừng để cô này vượt khỏi tầm tay các anh chị nhé. Ok. Một lần nữa tôi là Johnny Tom, xin gặp lại bạn vào chương trình tháng 1 đặc biệt này. Hãy nhớ cùng chúng tôi tạo là người Việt Nam, nâng tầm vị thế lên và giúp người Việt Nam giàu có lên nhờ đầu tư trong lĩnh vực về cryptocurrency. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.